Gioan. Khi ấy người Do Thái sầm sì phản đối, bởi vì Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh từ trời xuống." Họ nói: "Ông này chẳng phải là ông Giêsu, con ông Giuse đó sao? Cha mẹ ông ta chúng ta đều biết cả, sao bây giờ ông ta lại nói tôi từ trời xuống?" Đức Giêsu bảo họ: "Các ông đừng có sầm sì với nhau. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách Môi Sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Đó là lời Chúa. Chị em và thiếu nhi chúng con thân mến, tại giáo điểm tin mừng của chúng ta đây, suốt hơn 2 năm trời, từ ngày chúng tôi về đây và bắt đầu việc cầu nguyện lòng Chúa thương xót, thì điều đầu tiên mà anh chị em và thiếu nhi chúng con đã thấy là mỗi ngày chúng ta đều có đặt mình Thánh Chúa và cầu nguyện trước mình Thánh Chúa. Trong lúc đó thì mọi người lần chuỗi lòng Chúa thương xót, rồi sau này khi mà số người càng đông thì chúng ta lần chuỗi mân côi, chúng ta suy niệm về Thánh Thể với kinh mân côi. Rồi trong lúc mà anh chị em mình lên được đặt tay cầu nguyện thì mọi người cùng lấy hết cả tâm trí ra, lấy hết lòng hết sức ra mà cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngày xưa ta cứ gọi là chầu Thánh Thể. Nghe tiếng chầu Thánh Thể thì người ta sợ, vì chầu giống như là chầu trực, mà lúc nào cũng phải quỳ rồi nghe tiếng chầu người ta sợ. Ngày xưa tôi còn bé cũng nghe tiếng là phải đi chầu, đâm ra sợ. Nhưng mà về sau càng ngày càng lớn lên, càng học hỏi, càng hiểu biết, khám phá về Thánh Thể, thì thấy rằng là những cái giờ gọi là chầu Thánh Thể ấy, đó là những cái buổi hẹn hò, đó là những cái giờ hẹn hò, đấy là những cái lúc mà trong tâm từ sâu lắng con nhìn Chúa, Chúa nhìn con. Tuy đôi bên chưa nói nhưng đã rõ nhau thật nhiều, cũng chẳng cần trình thừa phân to nhưng đã rõ Chúa âu hiếu tâm tình. Con hiểu Chúa, Chúa đã hiểu con. Thì đấy là những giờ mà mình trong tâm tư sâu lắng, mình nhìn lên Chúa, Chúa nhìn mình. Có khi ta chả cần nói gì cả, mà ta nghe Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, như chúng con nghe Chúa nói: bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Bánh tôi sẽ ban tặng. Chúa ban tặng mình cái gì? Chúa không ban tặng mình bánh mì, bánh bao, bánh bò, giống như ngày xưa tôi còn bé,
Chúng con có nghe mấy người ông mới đi ông rau bánh dầu, bánh giò, bánh tiêu, bánh ao, bánh hỏi, bánh hà, có nghe không? Bánh dày, bánh giò, bánh tiêu, bánh hỏi, bánh té, không? Có nghe không? Nghe không? Có không? Có. Thì không phải là bánh dày, bánh giò, bánh tiêu, bánh tét, bánh hỏi đây, không phải. Nhưng mà là bánh hàng sống, bánh tôi ban tặng, Chúa ban tặng cho chúng ta một cái món quà. Mà món quà ấy giống như một bài hát nói rằng là mỗi chúng ta là một món quà mà chính chúng ta bên trong dây bọc, chớ tiếc chi để trao cho nhau bằng hết những dễ thương cho cuộc sống thêm đậm đà. Mỗi chúng ta là một cái món quà mà chính chúng ta bên trong dây bọc ấy. Chúng con thiếu nhi có nghe câu chuyện mình nghe được ghê lắm. Cái anh chàng ấy đi yêu cái cô nàng. Từ lúc mà cô nàng cô ấy chết, cô sợ người chết không? Sợ ông. Anh ấy mới đầu anh ấy chặt thịt cô ấy ra, bỏ trong tủ lạnh ướp, cho vào tủ đông ướp. Rồi cứ mỗi ngày mà thương nhớ cô ấy là lấy ra này chặt cái tay, này xẻo cái tay, mốt xẻo cái má. Ngon không? Ngon không? Ngon không? Sợ không? Sợ. Anh ta ăn mới ăn được có 3 ngày, được 3 miếng thì cảnh sát họ mới đến, họ điều tra cái chết của cái người bị mất tích đó. Họ mới điều tra ra, hiểu hóa ra là cái người đó bị mất tích là vì anh ta đã giết người yêu của mình. Vì một giây phút mà yêu cuồng quá, ghen quá, tức quá vì người yêu của mình đi yêu người khác cho anh ta giết. Nhưng mà giết xong rồi anh ta lại thương, anh ta muốn rằng là thịt máu của cô nàng này phải vào trong thịt máu của mình, cho nên là bỏ trong tủ đông, tủ đá, cứ mỗi ngày chặt ra một miếng ăn. Ăn được 3 ngày thì cảnh sát đến bắt và hỏi anh ta là tại sao anh ta làm như vậy. Thì anh ta bảo là anh ta muốn thịt máu của cô ấy trở thành thịt máu của mình, cho nên hai người mình với ta tuy hai mà là một. Thưa anh chị em, Chúa Giêsu không phải là lấy cái thịt cho mình nhai giống như anh chàng đó, không phải. Vì anh ta mà ăn miếng thịt của cô ta, anh ta chỉ ăn được một cái tai hoặc một cái mũi hoặc một cái mắt hoặc một khúc xương thôi. Còn Chúa Giêsu nói ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ có được sự sống đời đời. Vì nếu mà Chúa Giêsu chết rồi, Chúa có ban sự sống đời đời cho chúng ta không? Có hay không? Không. Vì nếu mà hiểu rằng thịt máu Chúa giống như là cái anh chàng này mà ăn thịt máu của cô nàng, thì cô nàng ấy chết rồi, anh chàng ăn cô ta rồi, anh chàng có chết không? Chết, cô ta đã chết rồi. Chúng ta không phải là rước lấy một Chúa Giêsu đã chết rồi. Không phải. Không phải là một miếng thịt hay là một chén máu của một Chúa Giêsu đã chết rồi để lại để bỏ tủ lạnh rồi mình uống. Không phải. Cho nên không phải là việc đọc lời truyền phép là cái miếng bánh lễ ấy. Cầm cho anh bánh lễ coi. To. Không phải đọc lời truyền phép là miếng bánh ấy rồi trở thành là miếng thịt của Chúa. Không phải. Không phải là miếng thịt vai hay miếng thịt mũi hay miếng thịt tai. Nhưng mà sau lời truyền phép ấy, đây, chúng ta thấy đây là tấm bánh hình gì? Hình gì? Tròn. Màu gì? Màu trắng. Có thơm không? Thơm. Và màu tròn, màu trắng, mùi thơm. Trước khi bản linh mục đọc lời truyền phép vẫn màu tròn, màu trắng, mùi thơm. Sau khi linh mục đọc lời truyền phép thì bánh này trở thành mình Thánh Chúa. Còn màu, còn hình tròn không? Còn màu trắng không? Còn mùi thơm của bánh không? Còn. Mà lỡ mà bánh mà nó mốc, có mùi mốc không? Vẫn có mùi mốc như thường. Cái hình dạng không thay đổi, nhưng bên trong đã thay đổi. Cho nên mới bảo là đây, sau khi truyền phép linh mục, đây là mầu nhiệm đức tin. Là mầu nhiệm đức tin. Mắt
phàm không thấy gì cả, mắt thường không thấy gì cả. Cho nên người Do Thái họ chỉ nhìn bằng mắt phàm, mắt trần. Họ bảo cái này sao mà chịu được, cái này sao mà nghe được, chói tai quá không tin được. Ông mới là một cái ông Giê-xu thanh niên bình thường mà ông bảo ông lấy thịt cho chúng ta ăn. Chẳng nhẽ ông ấy lấy cắt miếng vai, cắt miếng đùi, cắt miếng chân cho chúng ta ăn hay sao? Họ chỉ hiểu theo nghĩa trần tục. Còn Chúa Giê-xu nói rằng đây là quà tặng thần linh. Bánh ta ban là thịt ta ban tặng cho thế gian để thế gian được sống. Có nghĩa là khi tôi rước lấy tấm bánh này là tôi rước chính mình Thánh Chúa Giê-xu, chót cả con người Giê-xu, thiên tính là một Thiên Chúa, nhân tính là một Thiên Chúa làm người, Đấng đã chết, đã sống lại, đã phục sinh vinh hiển, đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha và đang hiện diện trong tấm bánh này sau lời truyền phép của linh mục. Bây giờ có người hỏi, bây giờ một linh mục đi ra ngoài chợ thấy tất cả người ta đang bán bánh, rồi linh mục bà bán bánh mì lại đây, bà đang bán một rổ bánh này, vì như linh mục ấy đọc lời truyền phép hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình ta, hãy nhận lấy mà uống, cái bánh này có trở thành mình Thánh Chúa không? Đọc y như vậy, giống như là trên bàn thờ linh mục đọc làm sao thì bây giờ ông Giang đọc y như vậy, giờ có trở thành không? Tại sao không? Tại sao có? Có không? Có trở thành không? Có trở thành mình Thánh không? Có một số người sợ bảo nếu mà một linh mục mà vì ông buồn tình ông ra ngoài chợ chỗ bán bánh này, chỗ ngã tư Long Thới này mà ông làm truyền phép hết thì trở thành mình Thánh hết thì sao đây? Vậy thì có phải rước hết à? Rủ nhau trong nhà thờ giáo biển tin mừng ra 1, 2, 3 đi rước lễ ra lò bánh mì Long Thới rước hết bánh à? Có trở thành không? Không. Cho nên lời truyền phép của linh mục không phải là lời bùa ngải, bùa chú mà cứ đọc là thành như cái máy, không phải. Nhưng mà phải khi người linh mục đọc lời đó là phải đọc làm theo ý của Chúa Giê-xu, làm theo ý của Hội Thánh chứ không phải làm ý riêng của ông ta. Khi ông ta ra ngoài chợ mà ông ta đọc như vậy thì ông ta đọc theo ý riêng của ông ta chứ không phải là theo ý của Hội Thánh, không phải là ý của Chúa. Ý của Chúa là muốn bánh này trở thành mình Thánh Chúa để nuôi dưỡng linh hồn con người ta. Vì thế mà ngày xưa chúng ta biết là phải kiêng 24 tiếng đồng hồ trước khi rước lễ, không được ăn uống gì cả trừ nước lã. Còn bây giờ là phải kiêng 1 tiếng đồng hồ trước khi rước lễ, 1 tiếng không được ăn uống gì cả trừ nước lã mà thôi. Nhớ nha, những luật cái đó nha. Cái thứ hai nữa là khi rước lấy bánh hành sống này thì thưa anh chị em, ngày xưa có người bảo miếng chuốt bẻ miếng to, ví dụ bẻ này, cha có người lên tị bảo cha ngày nào chẳng được rước nguyên miếng chúa to, còn giáo dân bẻ vầy được rước miếng chúa nhỏ, có không? Có đúng không? Vì sư bài kia bỏng gắt à? Mời ganh với tôi à? Đã gọi là chúa hiện diện thần linh, chỉ diện thực sự là dù tấm bánh to, dù tấm bánh nhỏ, dù tấm bánh tròn hay là tấm bánh vuông, khi mà linh mục đọc lời truyền phép theo ý của Chúa, theo ý của Hội Thánh trong phục vụ đúng thì bánh ấy trở thành mình Thánh Chúa, trở thành một Chúa Giê-xu thực sự ở đó, dù là to, dù là nhỏ, dù là bé vẫn toàn vẹn nha. Đó là một điểm. Thứ hai là ngày xưa khi mà rước chúng ta không dám nhai. Tôi thì ngày xưa tôi còn bé, cha giống như thương nhìn chúng con ấy, cha biết người ta dạy sao, bảo là mình nhai chúa vậy là mình nhai xương chúa, cho nên phải ráng mà nuốt. Thì có một sơ ở đây họ hay làm cái chai màu trắng hay một cái nắp từ cái bên trong cái ruột đó, nó trắng y như là cha cho cái bánh nhỏ y một tấm rồi một trắng như vậy nè, có mấy chai nước mà cái vỏ bên trong y như vậy rớt xuống đất. Thì sơ có lòng sùng kính Chúa Giê-xu thánh thể, tưởng là lúc nãy cho mình thánh rồi nó rớt, thì sơ mới lấy mình lấy đó cung kính để Chúa Giê-xu con thương Chúa quá, rước lấy ngậm vào ngậm về rồi cái muốt mãi không nuốt xuống được, mới nói với chị bề trên: Chúa Giê-xu chị ơi, được em sao bây giờ, sao vậy,
trong nước Chúa mà sao Chúa không, em không nuốt xuống được, nó cứ những ở cổ. Bây giờ em mới cầu nguyện là Chúa xuống thì Chúa xuống, mà Chúa ra thì Chúa ra, Chúa cứ lơ lửng ở đây thì con chết mất. Cái cuối cùng sơ bề trên bảo thì thôi em ráng nuốt đi, bảo em không nuốt được, vậy thôi em cho nó ra đi. Em lúc móc vào miệng lôi ra thì ngay là cái miếng nắp của cái chai nó màu trắng. Người ấy đang ngồi trước mặt chúng ta, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Thì chúng ta thấy rằng là sao? Đôi khi mình rước mình thấy Chúa mà y như vậy. Chúa xuống thì Chúa xuống, và Chúa ra thì Chúa ra, Chúa cứ lơ lửng như vậy thì con chết. Mà không phải là con chết mà ai chết, Chúa chết. Nếu mình rước Chúa thực sự thì rước Chúa với tất cả lòng thành của mình thì nuốt xuống, tức là mình và Chúa được nên một với nhau. Còn nếu mình rước Chúa mà lòng mình thì đầy những cái điều trong bài đọc 2 Thánh Phaolô bảo là giận dữ, gian ác, rồi thì tức tối, rồi thì chửi mắng đủ thứ hết, thì lúc đó Chúa không có vào trong chúng ta được. Tại vì giữa bóng tối và ánh sáng không thể nên một được. Mà mình rước lấy một Chúa Giêsu là thánh thiện mà mình thì lại tối tăm, mình không chịu đổi cuộc đời của mình để cho nó sáng lên, thì Chúa không vào được. Mà Chúa không ra được thì mình nhốt Chúa ở trong lòng mình, Chúa bảo vậy thì tao chết mất. Xuống thì là xuống, và ra thì là ra, cứ lơ lửng vậy thì chết mất. Thưa anh chị em, anh chị em chúng ta rước Chúa không vậy. Mình rước Chúa, mình nói rằng lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Chẳng đáng nha, không phải là chẳng dám, không phải là không dám đâu, cũng phải. Nhưng mà không xứng đáng để rước Chúa, chẳng có ai xứng đáng cả. Con xin Chúa phán một lời thôi thì linh hồn con được lành sạch. Con không xứng đáng, nhưng mà Chúa vẫn bảo mày không xứng đáng, nhưng mà ta vẫn vì lòng thương xót. Vì bí tích thánh thể là bí tích của lòng thương xót, cho nên thương xót con người mà Chúa đến ở trong con người. Và thánh Phêrô Giulema nói rằng là không phải tôi thánh thiện rồi tôi mới rước Chúa. Ai thánh thiện tí nữa lên rước Chúa giơ tay. Ai thánh thiện để tí nữa lên rước Chúa giơ tay. Có ai không? Không. Thánh Giuliano Emma là vị sáng lập dòng thánh thể nói không phải chúng ta thánh thiện rồi ta rước Chúa, nhưng mình rước Chúa vào để mình được nên thánh thiện. Giống như căn phòng nó tối tăm mà cái đèn chiếu vào, thì cái đèn nó chiếu đến đâu thì cái phòng nó sáng đến đó. Chúa Giêsu thánh thể đến đâu thì lòng mình được trong sạch trong sáng đến đó. Vì thế mà ai phạm tội nhẹ vẫn được rước lễ. Bí tích thánh thể tha tội nhẹ và nuôi dưỡng linh hồn mình. Trừ những người mắc tội trọng thì chưa được rước lễ, phải đi xưng tội. Nhưng những người rối hôn phối thì lại chưa được xưng tội rước lễ. Phải tháo cái hôn phối đó ra. Rối hôn phối có nghĩa là mình ăn ở với nhau như vợ chồng mà chưa có bí tích hôn phối, vì có thể mình lấy vợ hai hoặc lấy chồng khác, hoặc lấy người đã ly dị, hoặc là mình lấy vợ lấy chồng khác đạo mà chưa có phép tha, chưa có phép chuẩn, thì chưa được xưng tội rước lễ. Nhiều người viết thư cho tôi nói rằng trời con buồn quá, con lo quá, con đi dự thánh lễ mà con không được rước Chúa, thấy người ta lên rước Chúa con khao khát lắm mà con không được rước Chúa. Đấy, phải có cái tâm trạng như vậy thưa anh chị em. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng đừng quá câu nệ vào việc rước lễ bằng tay hay bằng miệng. Giáo hội đã cho phép rước lễ bằng tay rồi thì chúng ta cứ thực hành những gì giáo hội cho phép, vì nói rằng tay với miệng có cái nào sạch hơn cái nào không? Tay với miệng cái nào sạch hơn cái nào không? Không, chẳng có cái nào sạch hơn cái nào cả. Vì chúng ta đã không đáng Chúa ngự rồi mà cả con người chúng ta không đáng, thì cái tay cũng dơ và cái miệng cũng dơ. Thế thôi. Cho nên khi mà nói mình thấy Chúa Kitô, chúng ta đưa tay lên thành kính rước lấy và đưa Chúa vào trong tâm hồn của mình qua việc cầm lấy và đưa vào miệng một cách trân trọng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái việc đó và việc lấy bằng miệng chẳng cái nào gọi là sạch, cái nào là dơ cả. Vì cả con người mình là dơ.
và cũng đừng có nghe người ta tuyên truyền là phải rưỡi bằng miệng thì mới được, rưỡi bằng tay thì mắc tội trọng. Giáo hội không có hề ra cái luật đó bao giờ. Đừng có gán cho Chúa hay là cho giáo hội những cái mà giáo hội và Chúa không phán cái chuyện đó nha. Anh chị em nhớ, đừng có nói là Chúa phán, Chúa bảo rồi cái gì ra cái vạ tội trọng cho những người khác, làm cho người ta bối rối hoang mang. Vì Chúa Chúa là ta là quà tặng, mà nó là quà tặng thì nhận bằng tay hay bằng miệng? Em yêu dấu, đây là quà sinh nhật của anh tặng em. Vâng, cảm ơn anh. Nhé, mình lấy miệng mình gặp mà, đúng không? Lấy tay tặng cho quà tặng mà. Cho nên anh chị em thấy đâu có sao đâu. Thế thì thứ hai nữa, một cái thực hành nữa, anh chị em cũng nhớ là đi ngang qua thánh thể. Nhớ chúng ta đi ngang qua, chúng ta cúi chào Chúa rồi mình đi ngang qua. Nhớ cái đó dùng. Khi đặt thánh thể chầu, anh chị em đi ngang qua, nhớ cúi chào Chúa Giêsu thánh thể. Vì đó là sự hiện diện thần linh, hiện diện thực sự, hiện diện một cách đầy quyền năng và thực sự ở đó. Một Thiên Chúa là Chúa, một Thiên Chúa là người hiện diện nơi bí tích thánh thể như vậy, chứ không phải là một cái sự hiện diện tượng trưng giống như anh em tin lành bảo là chỉ là tượng trưng rồi hết lễ là bánh lại trở thành bánh. Không phải, mà hiện diện mãi cho đến khi mà hình bánh ấy không còn nữa thì mới chấm dứt sự hiện diện đó mà thôi. Nào, con được ơn gì của Chúa, con nên chia sẻ cho mọi người. Rồi, lên đây. Dạ, đó. Gì đây, con cầm gì đây? Dạ, con gửi cha, con hé nó gửi cha làm mất ái. Con nuôi cũng hơn một năm rồi, đúng nhiều cha. Vâng, cho một tràng pháo tay thì chị em có một người nuôi con heo hơn một năm. Hôm nay là để làm việc bác ái. Sáng thứ ba chúng tôi có một chuyến công tác bác ái đi thăm những người mù, 500 phần quà cho người mù. Đây là một trong những đóng góp để chúng tôi đến thăm những anh chị em mà không thấy ánh sáng, không, cái mắt đã bị mù hoặc là bẩm sinh hoặc do tai nạn. 500 người ở nước vùng sâu vùng xa. Và đấy là cách mà chúng ta trở thành bánh để nuôi người khác. Chúa Giêsu nói ta là bánh hằng sống, bánh bẻ ra. Thì mỗi người chúng ta rước lấy Chúa Giêsu rồi cũng phải trở thành bánh để chia sẻ cho người khác. Đó là sống thánh thể, đó là thực hành lòng thương xót. Rồi con được ơn gì? Dạ thưa cha, con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con kể sơ bốn ơn thôi cha. Dạ, ơn thứ nhất là Chúa chữa về tâm hồn con. Trước đây con là một người khô khan mỗi lần cha. Nhiều lúc con đi lễ mà nhưng con cũng lâu lâu con đi một bữa thôi, con thấy thì con đi, con thích thì thôi. Y như là quỷ ma quỷ nó mắt con, mà mỗi lần con xưng tội tôi lại không dám cha. Sau từ đó tới giờ thì Chúa đã đánh động lòng con, thì Chúa đã ấy, con biết Chúa. Rồi từ đó tới giờ thì con xin năng đi lễ hàng ngày rước lễ. Rồi, đó là ơn thứ nhất. Ơn thứ hai? Dạ, ơn thứ hai, cuối 2010 thì con bị một biến cố, Chúa cho con bệnh, một cơn bệnh là con té 3 lần. Chúa đều cứu. Lần thứ ba thì con bị hôn mê sâu lắm. Thì ba mẹ con mới cho con vào bệnh viện Chợ Rẫy. Thì lúc con vào bệnh viện Chợ Rẫy thì con hôn mê không biết gì hết. Lúc con tỉnh dậy thì bác sĩ chẩn đoán con là bị đột tử do tim rung thấp, phải đặt máy phá rung. Thưa cha, cái máy đó thì nó rất là nhiều tiền, con không có tiền. Và cuối cùng thì bác sĩ cũng làm từ thiện cho con, tại vì cái máy đó là dạ. Thế là đến tháng 3 2015 thì trong người con cái máy nó kêu ghê lắm cha. Nó kêu, cái giờ con mới gọi điện con bác sĩ cho máy. Thì ông bác sĩ bảo là cái máy này nó hết hạn rồi, chị phải thay gấp. Không, chị không thay gấp. Rồi, cuối cùng sao? Dạ, cuối cùng thì bây giờ con cũng chẳng thay, mà con nhờ cha cầu nguyện, và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì đến bây giờ không có gì hết cha, bình thường cha. Chẳng gần, không gần máy mà tim vẫn chạy. Hallelujah. Hallelujah. Như cao cái quạt dây cuốn tập xa lên. Hallelujah. Rồi ơn thứ ba. Dạ ơn thứ ba là con gái con là đứa đầu nó mổ. Thì đứa hai nó có bầu, đứa thứ hai thì bác sĩ kêu là cũng phải mổ. Cái đến tuần thứ hai con lên cha, xin cha cầu khấn cho con. Tuần sau con đưa gái con lên cha đặt tay cầu nguyện. Thì cuối cùng con cũng được sanh được 3 ký 8 cha. Dạ không. Và không phải mổ, sanh 3 ký 8 đứa thứ ba. Rồi ơn thứ bốn.
Dạ ơn thứ bốn là từ lúc con về, cứ mỗi tháng con đi bệnh viện một lần. Từ lúc con về thì con đi trước, con chạy xe máy trước, người ta chạy sau con cũng cái người ta chở cái nệm ra hút cả người con đi luôn. Kiếm xe nó quăng lên cao mà con không bị gì hết. Dạ thưa cha con hết ạ. Dạ con tên là Phạm Thị Nhơn ạ. Dạ con ở Giáp Xứng Mỹ Yên, giáo học Phước Lý địa bệnh. Đây gửi tặng cho chị cái máy 307 dạng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Nhớ tên thánh chị là gì? Dạ con là Maria. Vâng, nhớ ngày thứ tư 15 tháng 8 lễ gì không? Dạ lễ linh hồn và xác lên trời. Linh hồn và xác ai lên trời? Lễ mẹ. Rồi, lời Đức Mẹ hồn xác lên trời. Nhớ anh chị em hôm đó là đi lễ cầu nguyện nha. Rồi mời con. Ngày thứ tư 15 tháng 8 lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đó, con đứng lên đây. Là con được con gì? Dạ, con được bốn ơn ạ. Con tên Vũ Thị Thủy ạ, Maria Vũ Thị Thủy ạ. Con tên là Maria Vũ Thị Thủy ạ. Con ở giáo xứ Minh Đường, giáo phận Bùi Chu ạ. Con được ơn thứ nhất là tháng 8 năm ngoái ạ. Con bị bệnh thoát vị yếu đệm. Con lên bệnh viện gia đình ấy, thì bác sĩ nói con là nhập viện để mổ. Nhưng mà con không mổ, con đi về. Thế là mẹ chồng con ở ngoài Bắc vào ấy, thế là con theo mẹ vào đây. Thế là cha đặt tay cho con thì con khỏi ạ. Tại vì con... Rồi, ơn thứ nhất là phát vị đế đệm. Rồi ơn thứ hai. Ơn thứ hai ấy là con bị viêm gan B từ năm con gái lớn của con 2 tuổi, mà năm nay cháu 14 tuổi rồi mà con uống thuốc mãi không khỏi. Bây giờ cha xuống cha đặt tay cho con cũng khỏi viêm gan B rồi ạ. Rồi ơn thứ ba. Ơn thứ ba là cháu của con bị bệnh đinh. Con tên gì? Ngô Trúc Trang. Trúc Ngân mấy tuổi? 4 tuổi. Học lớp mấy? Học lớp mòm. Lớp mòm. Có đi tu không? Rồi con nói được ơn gì cứ kể cho mọi người nghe. Cháu bị hen suyễn ạ, cứ một tuần là đi nhi đồng mấy lần nè. Xong rồi từ hôm đi theo mẹ xuống đây cha đặt tay thì cháu khỏi rồi ạ. Trời ơn cuối cùng ơn thứ bốn. Ơn thứ bốn là hôm hai mấy Tết vừa rồi ấy, con đi xuống đây. Thế là con bị giật cái dây, nhưng mà cái dây thì mất, nhưng mà con giữ được thánh giá lại ạ. Dây mất mà Chúa còn. Hallelujah. Đây tặng cho bé Ngân, Chúa đây bé Ngân nhé. Ôm lấy Chúa, thích không? Thích không? Thích không? Thích không? Thích Chúa không? Ở đọc kinh rồi. Vì cổ cô nàng có nguyên ngũ Chúa đây. Chúng ta chúng là đoàn kết rồi. Vì con áo thương của Chúa Giêsu rồi, đây tặng cho con cuốn tâm thư lòng nhân hậu nha. Đây là cái máy 307 dạng lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa để cái quạt giáo điểm tin mừng giờ mẹ đến với Chúa nha. Ngày lễ thứ tư 15 tháng 8 nhớ đến để đi lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Và bây giờ chúng ta thấy một phép lạ nữa là bánh. Bánh tại vì ở đây lạ lắm thưa anh chị em. Có những người cứ lâu lâu gửi bánh đến để cho các em thiếu nhi. Thì mỗi buổi sáng thứ nhật là 7 giờ các em đến học giáo lý, thì chúng tôi lo phần ăn sáng, lo sữa cho các em. Và buổi tối chủ nhật thì 7 giờ các em đi lễ. Nhiều khi đi lễ đói chưa kịp ăn thì vẫn có người lâu lâu lại cung cấp bánh. Đây là bánh, không phải là bánh hàng sống mà bánh để sống trong một trong các tay để chúng ta. Rồi chú Nhi chúng con, đây là những bánh để sống sớm. Và bây giờ chúng con, mỗi chúng con ba ghế truyền mỗi một ghế, một mỗi em một cái mọc truyền. Thưa anh chị em, vài năm xa trước, nổi em. Thưa anh chị em, chúng ta
thấy các em thiếu nhi ở địa giáo điểm của chúng ta đang học lớp khai tâm để chuẩn bị rước lễ lần đầu, sinh đoạn lần đầu, rồi lớp thêm sức, rồi lớp bao đồng, và có lớp dự bị lớn lên nữa thì có lớp dự bị hôn nhân và lớp tân tổng. Đấy là những của ăn để cho các em chuẩn bị tâm hồn của mình đón nhận thánh thể của Chúa, và đó là những của ăn mà các em khi lớn lên các em được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng giáo lý, bằng kinh thánh, bằng phục vụ. Rồi mỗi người các em lại tập biết chia sẻ cho các em khác qua những chuyến công tác bác ái như các em thực hiện vừa rồi. Rồi thưa chúng con mỗi người, thưa chúng con mỗi người cầm cái bánh dây cao lên coi, thưa chúng con mỗi người cầm cái bánh dây cao lên coi, nhớ lên, nhớ lên, nhớ lên, nói hallelujah, chúng con tạ ơn Chúa dây cao lên nha, hallelujah, dây cao lên mạnh lên, thứ gì rồi, thứ gì vậy, tạ xuống, to lên, bỏ xuống, hét lên, hallelujah, to nữa lên, hallelujah, hết sức lên, hallelujah. Điều nghe đến với Chúa thì như cầm bánh trên tay nhé, và anh có quà thì cầm đây, cầm bánh đây.